Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã An Hải Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Sang, anh Trường, anh Kiệt và anh Minh đến quay cưa cây. Thì các anh sẽ cưa những cây bạch đàn và những cây sao cho nhóm từ thiện xã Mỹ Lương. Xin mời cả nhà cùng theo dõi. Đây mình cũng đã leo lên tới phần cây nhà nhánh của cây này là cây trạm nước nha. Cánh thần ha. Hiện tại giờ ông trời cũng đang có gió. Thì vô thời tiết mưa bão nên cây nhà thấy quay cũng không được đẹp lắm nha. Cây bạch đàn này cũng khá to. Bên dưới các anh hỗ trợ cho các anh mình. Bên kia thì anh Sang đang leo một cây sao nha. Lòi áo mắt gì nè. Cái dên đó. Wow.
cái lóng nó xuống đi xong rồi. Phần đọt ở sau cái em chạm lên cũng đã cho gớt xong. Thank you.
xong ra cây sao thứ hai, chuẩn bị qua cây sao thứ ba. Thì ở đây có 1.500 cây sao. Ở trên sang thì bán cây bạch tràng, thì anh Kiệt hỗ trợ cho anh Minh cho tiến độ thi công nhanh. Xuống dưới cưa dịch đi cho nó đúng hướng này nha, dịch phủ á. Anh Trường bên dưới sẽ buộc cây sợi dây lên cho anh Sang. Anh Sang thả sợi dây để chuẩn bị đua cây thứ tư nha. Thì sao anh Sang thấy là cây sao có hai đầu. Đúng rồi.
bên trường quấn cái xe vô trong thân cây sao. Mình sang đu qua nè.
điện thoại đồ tìm luôn hết rồi. Ở đấy có anh nào người nào lỗi luôn à? Lại đang hỏi thằng nhà thằng này mà nấu với cái nhà sinh ra hồi nó cái dây này mấy miếng sao chắc chạy chỗ cái hay mất chạy chiếc đỉnh á. Dạ dạ dạ. Đó lo trong nhà đó. Có biết đâu phải anh không? Dạ dạ. Có bơi cao mới qua hết. Anh sang cũng đá qua cây sao cuối cùng. Nhắn mình đi
vô anh chủ nhà đây một bữa.
Hoàn thành xong một cây bạch đàn và 5 cây sao, mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha, cả nhà những video mới tiếp theo.